Quý Phạm Cuộc Sống Mỹ, hello tất cả mọi người. Bữa nào quý có được mua hai con cá, con cá này kêu cá ba sa mọi người. Bữa nào quý đem qua kho mắm guốc nha. Đây, giờ mình đem rửa muối nè. Mình đem đi rửa muối. Người ta cắt sẵn hết trơn rồi gì nè mọi người. Mình dễ làm lắm, mình cắt xương nữa được đi. Hai con. Ngon ghê. Hello mọi người, bây giờ bữa nay quý kho cá cá ba sa này mình kho với mắm guốc nha mọi người. Mắm guốc thì mình có là mắm guốc nè, sả, và củ hành, và hành lá, và tỏi nữa mọi người. Tỏi mình xay sẵn trong keo, có ớt nữa nè. Mà tại vì trong này mình cũng có đây ớt rồi, mình xay chung với sả mọi người. À, bây giờ mình để mắm guốc này là mình phải pha cho nó nước vô, cũng cỡ 200ml nước đi. Mình pha ra mình rồi chế nó vô, đoạn mình luộc bên cái chất cặn lý mọi người. Mình lấy trên thôi, mình lấy trên mắm guốc mình ăn thôi. Rồi cái nồi nước của mình, cái chảo của mình nó đã nóng lên rồi nè. Mình chế dầu vô. Rồi bây giờ nó đã nóng lên rồi, mình cho nó tỏi vô nha mọi người. Cũng đầy vậy đi. Rồi bây giờ sả mình nó đã vàng rồi nè mọi người. Giờ cứ cho mắm guốc vô nha. Thơm trời luôn. Cho nó vô đây là một muỗng đầy bột ngọt nha mọi người. Cũng nhỏ mình nè. Cho nó vô đây là 3 muỗng đường. Muỗng đường mình bao nhiêu nè? 3 muỗng. Cống này nó cũng nhỏ thôi. Rồi cho nó một muỗng ớt này vô cho nó thơm. Rồi nó đã xong, sâu lên nè mọi người. Và mình cho nó thêm một muỗng rưỡi hạt nêm nha mọi người. Cá này cho tắt nước, nó ngon rồi. Thì mình cho nó thêm một muỗng ớt của Hàn Quốc vô nha mọi người. Có Hàn Quốc nó ngon lắm, nó thơm nữa. Mình cho này nó cay cay á, ăn ngon. Mọi người, bữa nay quý có kho cá ba sa, kho mắm guốc nha mọi người. Ngon quá trời luôn, mới kho lên thôi là thơm rồi mọi người ơi. Mình kho cá ba sa, kho mắm guốc mình ăn cùng với rau nha mọi người. Chạy với cơm nữa.
Ngon quá, đi thôi. Đây, Quý Quý bưng cái dĩa lên cho mọi người thấy nè. Đây. Một cái dĩa này là nó đặc biệt lắm mọi người ơi, ngon lắm. Thôi Quý mời mọi người ăn cơm với Quý nha. Thôi bây giờ là Quý mời mọi người ăn cá cá ba sa với Quý nha. Cá ba sa mình kho với mắm guốc đó. Ngon lắm. Quá xa đã luôn. Lâu lắm rồi đâu có ăn kho cá mà kho mắm guốc đâu mọi người. Hồi bữa đó mình kho ba gọi á, kho mắm guốc á, nó ngon sao đâu á. Rồi bữa nay mình lấy mắm guốc mình kho với cá. Thôi Quý mời mọi người ăn với Quý nha. Rồi nó ngon nè mọi người. Nó ngon mọi người, quá trời ngon luôn. Ba con đây, quên. Cái này là trái hữu hoa của Ấn Độ á mọi người. Dạng cùng với khóm nữa. Đây mình ăn cải đắng không à. Cái này là cải bà xanh. Cải bà xanh là để ta ăn bánh xẹo không mọi người. Làm ăn chung. Mình coi ở này á, nó không có mặn quá. Và nó ngon lắm. Có trái cà nữa mọi người, cà nhỏ. Trời ơi, cái này mà nó chấm vô đây thôi còn gì đường nào mà nói nữa. Món này là món của đồng quê nhà mình. Cho miếng ớt rồi. Quá đã. Nhưng mà mọi người ăn cần xương. Cái này cũng có xương, chân lưng. Công nhận kho cá này mình ăn này á mình nhớ về quê nhà mọi người, mình xưa mẹ mình đó ba hay kho mắm guốc với ba gọi hoặc là cá ba sa em đi kho mắm guốc, ôi ăn mà nó ngon sao đâu á, ăn mà hết nồi cơm luôn á.
này là cái bụng, bụng cá ba sa. Mở ra mọi người. Mỡ không phải béo dễ sợ. Cái này á, ăn cho khách nào cơm. Ngon. Bảo ăn hết nào cơm. Xã mình thì ông ăn sáng ông chưa ăn cơm, ông ăn khoai lang mà chấm cháy nước dừa á mọi người, không những cá thấm dễ sợ mọi người. Mọi người làm theo công thức của Quý làm á, ngon lắm. Quý không để gì nữa hết trơn, Quý chỉ để vậy thôi mà nó vừa ăn luôn mọi người, không mặn mà không lạc luôn. Mình nhớ bỏ cá vô, mình đậy nắp bỏ nó thôi, dặn lửa nhỏ. Làm cho cá biết sao, làm cá nó thấm cho mắm guốc á. Ngon. Quá cho đã luôn. Sao mà mình qua Mỹ mà mình không thích ăn đồ của Mỹ mọi người, mình thích ăn đồ Việt Nam hơn. Mình thích nấu những món mà tầm quê của mình à. Ngon. Mộc mạc. Mỹ mà ăn được món ăn này nó chạy 3-4 cái số. Người Mỹ tao không ăn này đâu mọi người. Nó nghe cái mùi này nó thúi á. Ý là nước mắm mình thôi mà còn thúi hơn chi nữa này. Nước mắm của mình nó mà nó chê thúi quá trời luôn á. Mình kia là ăn tới mắm guốc, dễ gì nó ăn. Nó ngon thật lắm.
Mỹ em Mỹ gặt đó mình không ăn, mà mình có người bạn còn làm đâu á, cha người hôm nay người Kim Bảy á, bà thích ăn, bà nói khi nào mày có nấu mày cho tao. Cái đậu nữa ăn rất tốt cho mọi người mình, giống như kêu đậu đậu giác nha mọi người, đậu là đậu gì đó, không phải đậu giác, đậu giác nó mỏng nữa nhưng mà này nó không mỏng, ăn vô còn ngọt ngon. Mà mọi người ăn với hấu chuối nè. Thôi giờ video của Quý đã kết thúc, tới đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ like và share và subscribe cho Quý nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye.